Koji khoái chí vì chứng minh được mình không bị ghẻ như ba mẹ nói. Ghẻ hay rận là một trong những nguyên nhân chính gây ngứa ở chó mèo, thậm chí lây sang cho con người. Biểu hiện của căn bệnh này là thường có nhiều vết đốm trên da thú cưng hay có nhiều rận, bọ chét trên cơ thể của chó. Dường như ai từng nuôi chó mèo cũng sẽ trải qua được cảm giác thú cưng của mình gặp phải tình trạng ghẻ. Có rận do môi trường không sạch sẽ. Và gia đình của bé Chi cũng không phải là ngoại lệ. Chi là tên của bé chó Koji trong clip. Và đây là khuôn mặt đắc thắng của bé khi chứng minh được cho bố mẹ thấy rằng mình không bị ghẻ. Khuôn mặt của nó kiểu như: đấy, ông bà già thấy chưa, đã bảo tôi sạch sẽ lắm rồi mà không tin. Chẳng qua lâu lâu ngứa nên gãi vậy thôi, chứ ghẻ đâu mà ghẻ. Nhìn ống cười tươi vì chứng minh được mình ở sạch như thế cũng tốt. Tại nếu nó nhận ra là trên người mình không còn một cọng lông thì chắc nó sẽ thay đổi thái độ từ vui sang buồn ngay lập tức cho xem. Đành im lặng mà chịu thua nó vậy, kẻo nó nhận ra thì mệt lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.